Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Đinh Sơn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh có triệu chứng sốt kéo dài. Khi bị sốt từ 4 đến 5 ngày, nhiều người tự mua thuốc hạ sốt uống tại nhà. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm nên người bệnh mới đến bệnh viện để được thăm khám. Sau khi xem xét các triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ phát hiện chẩn đoán những bệnh nhân này mắc bệnh sốt mò. Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng ít người biết. Bệnh sốt mò còn có tên gọi khác là sốt truyền sâu Nhật Bản, sốt bụi rậm, sốt phát ban rừng. Nguyên nhân gây bệnh bắt nguồn từ loại vi khuẩn có tên Orientalis thuộc họ Rickettsia. Ấu trùng bò ve mò đã bị nhiễm mầm bệnh chính là vật trung gian truyền sốt mò. Ấu trùng mò mang vi khuẩn đốt cắn con người, truyền bệnh qua nước bọt của con mò là phương thức lây truyền duy nhất. Cháu Bu Bu Nam, 7 tuổi ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, có triệu chứng sốt cao, gia đình tự mua thuốc hạ sốt trong 3 ngày nhưng không giảm nên đã đưa cháu xuống Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn để khám bệnh. Sau khi làm các kiểm tra xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt mò. Vết đốt nằm ở vị trí hốc nách của bệnh nhân, có chạy hạch. Trên người bé dưới nách đó có cái cắn, có con gì nó cắn. Nên mới vô nhập viện. Hiện nay thì bé đã đỡ rồi. Bệnh sốt mò là một bệnh truyền nhiễm với đặc điểm nổi bật là sốt kéo dài, phát ban kèm nổi hạch. Bệnh do vi khuẩn gây ra và cần phải điều trị kháng sinh dài ngày. Bệnh tiến triển từ nhẹ đến nặng và có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm não màng não, viêm cơ tim hoặc suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Cái biểu hiện lâm sàng là nó có một cái thời gian ủ bệnh là 5 đến 7 ngày. Sau đó là bệnh nhân sốt, mệt mỏi, nhức đầu và đau nhức mắt. Cùng với đó thì nó có cái sang thương da, đó là vết thương của da thì nó giống như cái hình nút áo, thì khoảng từ 2 đến 5 mm. Thì kèm theo đó là nó có những cái hạch xung quanh của cái nút mò cắn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Đinh Sơn đã tiếp nhận 56 ca mắc bệnh sốt mò. Hầu hết người bệnh là người dân sinh sống hay đi rừng ở huyện Bắc Ái. Các bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh sốt mò sau khi được lên phác đồ điều trị đã ổn định sức khỏe sau 4 đến 5 ngày. Vết loét điển hình của sốt mò thường có hình bầu dục, kích thước từ 0,5 đến 2 cm, có vảy đen hoặc đã bong vảy tạo thành vết loét có gờ, không tiết dịch. Vết loét thường không đau, không ngứa và khu trú ở những vùng da mềm như cổ, nách, ngực, bụng, bẹn, nên người bệnh cũng không biết đến. Cái biến chứng thường gặp á, thì đa phần á, khoảng 80% là viêm phổi và sau đó thì có rối loạn một số chức năng gan nè, chức năng thận nè, suy đa tạng nè. Có tỷ lệ khoảng 16% là tỷ lệ biến chứng thần kinh, có khoảng 10 đến 15% có xuất huyết tiêu hóa và đôi khi có sốc. Việt Nam là vùng dịch tễ của sốt mò. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo, để phòng bệnh sốt mò, người dân cần tích cực phát quang khu vực xung quanh nhà ở, dọn dẹp sạch cỏ dại, cây cối um tùm, cũng như diệt chuột và các loài gặm nhấm. Khơi thông cống rãnh, định kỳ phun thuốc diệt côn trùng 6 tháng một lần. Không nằm hoặc phơi quần áo ở những nơi ẩm ướt để tránh ấu trùng mò bám vào. Khi vào rừng tham quan hay làm việc cần lưu ý tránh nghỉ ngơi dưới cây cỏ rậm rạp, nhiều cỏ dại, đất mùn, không nằm dưới đất mà nằm trên võng cao. Nên mặc quần áo kín đáo, đi giày cao cổ, dùng thuốc xua đuổi côn trùng bôi vào vùng da trống. Đi về nên thay đồ ngay và tắm rửa sạch sẽ, không nên mặc đi mặc lại nhiều lần. Nếu đi về từ các vùng dịch tễ và xuất hiện sốt cao, đau đầu, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại các hậu quả đáng tiếc.